xin được trao cho ông chủ mới. Sau khi được chuyển giao cho tập đoàn Đông Á, đội bóng xứ Thanh đã có nhiều thay đổi mang tính tích cực và được kỳ vọng sẽ thi đấu khởi sắc trong mùa giải 2021. Mới đây, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2021. Trước khi làm lễ xuất quân, ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cổ động viên và các cầu thủ câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã đến dâng hương tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi, khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ. Để chinh chiến trên cả hai mặt trận V-League lãnh quốc gia mở giải 2021, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị chú đáo về lực lượng cầu thủ, trong đó giữ chân thành công các trụ cột như trung vệ Luis Epasi, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, thủ thành Nguyễn Thanh Diệp, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Đình Tùng, đồng thời chiêu mộ nhiều gương mặt mới chất lượng như tiền vệ Paulo Pinto, tiền vệ Lê Quốc Phương, hậu vệ Doãn Ngọc Tân, chân sút Trevor Watt. Bên cạnh đó, các tiền vệ Lê Văn Thắng, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Văn Hội, Lê Xuân Hùng, các hậu vệ Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường, Lê Văn Đại, Nguyễn Hữu Lâm, Trịnh Văn Lợi, Hoàng Thái Bình, Trịnh Đình Hùng, các thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, Lương Bá Sơn vẫn nắm giữ vai trò quan trọng đối với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2021. Ngoài ra, ban lãnh đạo câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đã thuyết phục thành công huấn luyện viên kỳ cựu Ljubo Petrović, người từng đưa Thanh Hóa giành ngôi vị Á quân ở mùa giải 2007, quay trở lại chèo lái con thuyền bóng đá Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Đoan, chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội bóng thi đấu. Đông Á Thanh Hóa sẽ tập trung vào việc xây dựng đội bóng căn cơ và hướng đến phục vụ, thắp lửa niềm tin, tình yêu của người hâm mộ. Trong đó, huấn luyện viên Petrović và đội trưởng Hoàng Đình Tùng cũng thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, vượt khó, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc mục tiêu giành thứ hạng cao ở mùa giải 2021, đáp lại tình yêu, sự cổ vũ nhiệt tình, gắn bó, đồng hành của người hâm mộ, các cổ động viên bóng đá Thanh Hóa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ cùng đồng lòng, chung sức, đoàn kết, nỗ lực hết mình, vượt khó với quyết tâm cao nhất trong tập luyện thi đấu, phấn đấu giành thứ hạng cao tại mùa giải 2021. Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa có sự hỗ trợ tốt nhất để câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại mùa giải 2021, cũng như đề ra định hướng phát triển bóng đá Thanh Hóa trong những năm tiếp theo, đặc biệt là công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về kinh phí cho câu lạc bộ. Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa tiếp tục cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Nhân dịp này, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã ra mắt ban lãnh đạo, ban huấn luyện trên các nhà tài trợ cho đội bóng mùa giải tới và ra mắt Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa ba miền. Trong những năm qua, thành tích của bóng đá Thanh Hóa có những thăng trầm, nhưng người hâm mộ bóng đá xứ Thanh trên khắp cả nước vẫn luôn đồng hành, tiếp lửa, ủng hộ mỗi khi đội bóng thi đấu trên sân nhà cũng như trên sân khách. Chính vì vậy, trong lễ xuất quân của đội bóng năm nay, rất đông cổ động viên bóng đá Thanh Hóa từ các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh và những người con quê Thanh Hóa đang học tập, sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh thành ngành trên cả nước cũng về dự. Khi V-League mùa giải 2021 sắp khởi tranh, các chi hội của đội viên bóng đá Thanh Hóa trên cả nước cũng đồng loạt làm lễ xuất quân để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Tất cả những thành viên của những chi hội trong toàn tỉnh và trên cả nước đều quyết tâm để tạo nên một hình ảnh đẹp nhất về bóng đá Thanh Hóa trên khán đài. Là một cổ động viên của Thanh Hóa thì em rất là vui mừng khi Thanh Hóa đã có những cái hình ảnh mới và em mong chờ trong năm 2021 thì bóng đá Thanh Hóa sẽ khởi sắc hơn nữa. Và cổ động viên chúng em thì luôn luôn đồng hành cùng đội bóng Thanh Hóa. Điều quan trọng nhất đối với một đội bóng đó là phải mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Có khán giả ủng hộ thì mới là thước đo của sự phát triển. Từ lâu, bóng đá với người dân Thanh Hóa là món ăn tinh thần không thể thiếu. Từ người già, trung niên, thanh niên cho đến trẻ nhỏ đều đam mê và hâm mộ bóng đá. Việc theo dõi, chia sẻ cảm xúc và cổ vũ trên khán đài khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Bóng đá có thể khiến những người hoàn toàn xa lạ trở nên hòa đồng, thân thiện. Còn hơn cả một môn thể thao, bóng đá là tình yêu và triết lý sống của hàng triệu người.
Tới chi hội bóng cổ động viên bóng đá Thạch Cảnh của chúng tôi có rất nhiều cán bộ về hưu, trong đó cán bộ nhà nước, rồi cán bộ quân đội, công an và rất nhiều người ở trên tuổi 60. Mỗi lần đi xem như này chúng tôi rất vui, đi về cảm thấy nó khỏe mạnh, ăn uống là cảm thấy ngon hơn và cuộc sống cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều. Với tình yêu bóng đá quê hương cùng sự đồng lòng và quyết tâm, các cổ động viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa trên cả nước sẽ tạo nên những hình ảnh ấn tượng trên những khán đài. Họ chính là cầu thủ thứ 12, luôn động viên, thắp lửa để giúp cầu thủ thi đấu giành thành tích tốt nhất. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương trong trận khai mạc V-League mùa giải 2021, thầy trò Libo Petrovic đang tích cực tập luyện và thi đấu giao hữu. Trong những ngày qua, dù nhiệt độ tại Thanh Hóa xuống thấp và rất khắc nghiệt, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn ra sân tập luyện đều đặn với những bài tập thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Trong những trận giao hữu trước mùa giải, lối chơi mà huấn luyện viên Petrovic xây dựng cho đội bóng xứ Thanh chính là lối đá đề cao tính tập thể, chứ không dựa vào bất cứ một cá nhân nào. Một vị trí luôn có tới 2 đến 3 phương án dự phòng. Điều này khiến cho tất cả cầu thủ phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất trong tập luyện cũng như thi đấu với hy vọng chiếm một suất đá chính. So với những đội bóng khác, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa là một trong những đội bóng chốt ngoại binh và đăng ký cầu thủ thi đấu tại mở giải V-League 2021 sớm nhất. Dù có thành tích khá tốt ở những cuộc đối đầu với Bình Dương trong hai mở giải vừa qua, nhưng ở trận ra quân V-League mở giải 2021 với tên gọi mới câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng thủ quân Hoàng Vũ Samson, người từng ghi bàn vào lưới Bình Dương ở mùa giải năm ngoái. Điều này đã khiến huấn luyện viên Petrovic và các cộng sự đau đầu tìm phương án thay thế. Trong khi đó, hai ngoại binh Paulo Pinto và Trevor Watt vẫn chưa có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân. Mặc dù vậy, sức mạnh thực sự của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu với Bình Dương vào ngày 16 tháng 1 tới lại đến từ trên khán đài. Trong những năm qua, mỗi khi đội bóng xứ Thanh làm khách tại đây, sân Gò Đậu của Bình Dương chẳng khác nào sân nhà của Thanh Hóa, vì số lượng cổ động viên bóng đá Thanh Hóa luôn hoàn toàn áp đảo so với cổ động viên đội chủ nhà. Điều này giúp cho đôi chân và tinh thần của cầu thủ Thanh Hóa thêm phần vững vàng. Với những thay đổi tích cực sau khi đội bóng mang tên mới, câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa cùng hiệu ứng khá tốt từ các cổ động viên bóng đá Thanh Hóa trên khắp cả nước, hy vọng đội bóng xứ Thanh sẽ có được sự khởi đầu mở giải V-League 2021 suôn sẻ trên sân Gò Đậu của Bình Dương vào ngày 16 tháng 1 tới.